Hà Tĩnh Nguyễn Xuân Thông, 33 tuổi cầm cốc thủy tinh đánh vào mặt anh Lê Minh Đức, 32 tuổi, gây thương tích nghiêm trọng vì lời trách uống không cạn cốc bia. Vợ thông áo và nghe cảnh sát đọc lệnh khởi tố chồng. Ảnh, CA ngày 1 tháng 3, thông trú xã Yên Hồ, bị công an huyện Đức Thọ khởi tố về tội cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ Luật Hình sự 2015. Bị can trốn khỏi địa bàn, đang bị cảnh sát truy tìm. Theo điều tra, ngày 21 tháng 2, trong lúc ngồi nhậu tại quán ăn ở xã Lâm Trung Thủy, huyện Đức Thọ, anh Đức trú phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh rót bia mời thông. Khi thấy bạn uống không cạn cốc bia, anh Đức trách móc. Hai bên to tiếng. Bực tức, thông cầm cốc thủy tinh đánh vào mặt anh Đức khiến ngã xuống nền nhà. Nạn nhân bị nhiều vết rách ở mặt do các mảnh thủy tinh găm vào, tổn hại sức khỏe 17%. Từ lời khai của nạn nhân và các nhân chứng, sau 10 ngày điều tra, nhà chức trách đã ra quyết định khởi tố. Let's look at why.